Chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu ví nữ Giussiani EB01 mang đến cho bạn vẻ sang trọng quý phái. Ví được làm bằng chất liệu da thật, phủ nhũ sọc kim tuyến. Ví có 3 màu, hồng, bạc và vàng. Có khóa bấm kim loại mạ vàng khắc hoa hồng, được chạm đá lấp lánh giữa những cánh hoa. Ví có 2 ngăn chính, một ngăn giữa có khóa kéo và 2 ngăn phụ có các ngăn nhỏ dùng để cất các loại thẻ. Ví có 2 bộ dây xích mạ vàng dùng để đeo vai và dây ngắn cầm tay đồng màu với túi, giúp bạn thay đổi phong cách và luôn nổi bật khi đi làm hoặc đi chơi.